Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà xóa bỏ, gỡ bỏ cái phương thức thanh toán bằng SIM mà nó bị lỗi, khiến chúng ta không thể thêm được phương thức thanh toán bằng SIM khác. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng mình đi thực hiện nhé. Thì đầu tiên các bạn cần phải mở cửa hàng Play lên cho mình và ấn vào biểu tượng Avatar này. Sau đó thì các bạn ấn vào thanh toán và gói thuê bao nhé. Sau đó các bạn chuyển đến phương thức thanh toán này. Thì ở đây nó sẽ là cái phương thức thanh toán này nó đang không có rồi. Thì chúng ta muốn gỡ nó ra để thêm phương thức thanh toán khác. Thì các bạn cần làm sau, các bạn ấn vào cài đặt thanh toán khác cho mình nhé. Ở bên dưới cùng ấy. Sau khi ấn vào đấy nó sẽ load ra một cái trang web như thế này. Thì các bạn chờ nó load xong nhé. Đấy, sau khi load xong này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ đẩy ra tất cả các phương thức thanh toán mà chúng ta đang hiện có. Thì các bạn tìm đến cái chỗ phương thức thanh toán mà các bạn đang bị lỗi đấy, thì các bạn ấn vào xóa bỏ cho mình nhé. Sau khi ấn vào nó sẽ đẩy sang một cái màn hình xác nhận, thì các bạn ấn một lần nữa, ấn xóa bỏ để nó xác nhận nhé. Đó. Và các bạn bây giờ chỉ việc quay lại cái cửa hàng CH Play là được. Đấy, các bạn vào kiểm tra lại thì cái phương thức thanh toán bị lỗi đó nó sẽ mất đi và chúng ta chỉ việc thêm cái phương thức thanh toán mới vào là được nhé. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn gỡ bỏ cái phương thức thanh toán bằng SIM mà bị lỗi ra khỏi tài khoản Google Play rồi. Thì nếu mà anh em còn gặp một cái lỗi nào nữa thì có thể để lại bình luận dưới video, mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cụ thể, hoặc mình có thể hỗ trợ anh em qua tài khoản Telegram nhé. Unlock Free On, giúp bạn làm chủ công nghệ dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.